Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Bản tin đang được phát sóng trực tuyến trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Sau đây sẽ là những nội dung sẽ có trong bản tin hôm nay. Từ đầu năm đến nay, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với 30 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho 43 dự án, với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng gần 4.000 tỷ đồng và khoảng 400 triệu đô la Mỹ. Trong đó có một số dự án hoạt động sản xuất ổn định hiệu quả và nhà đầu tư tăng vốn đầu tư để mở rộng dự án, như dự án đầu tư sản xuất sản phẩm linh kiện CMOS của công ty trách nhiệm hạn Kyocera Việt Nam, tăng vốn thêm 61,7 triệu đô la Mỹ. Dự án nhà máy Hysin số 2 của công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu mới Hysin Việt Nam tăng thêm 31,3 triệu đô la Mỹ. Dự án nhà máy SOC Việt Nam của công ty trách nhiệm hữu hạn SOC Việt Nam tăng 28,3 triệu đô la Mỹ. Dự án nhà máy luyện cán thép của công ty trách nhiệm hữu hạn thép Hòa Phát Hưng Yên tăng thêm 600 tỷ đồng. Cũng từ đầu năm đến nay, các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp đã thực hiện chi trả tiền đền bù giải phóng mặt bằng cho các hộ dân được khoảng 527 ha đất khu công nghiệp, đạt 105,4% chỉ tiêu kế hoạch được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao trong năm 2022. Hiện thị xã Mỹ Hào còn 11 làng nghề đang hoạt động. Sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, thị trường hàng mộc mỹ nghệ đang dần hồi phục, bắt đầu tập trung cho sản xuất hàng hóa phục vụ thị trường Tết. Trong đó phát triển mạnh nhất là 9 làng nghề mộc mỹ nghệ ở xã Hòa Phong, xã Tương Quang và làng nghề mộc Tân Tụng khu phố Quan Cù, phường Phan Đình Phùng. Hiện các làng nghề này đã và đang phát triển mạnh, tạo việc làm thường xuyên cho trên 5.000 lao động, mức thu nhập trung bình 10 triệu đồng một người trên tháng, nhiều thợ kỹ thuật lên tới 20 triệu đồng trên tháng. Hai làng nghề còn lại là làng nghề Tương Bần, phường Bần Yên Nhân và chế biến thực phẩm phường Nhân Hòa hiện đang duy trì phát triển theo quy mô lớn, hiện đại, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời điểm này, các làng nghề đã bắt đầu tập trung sản xuất, cung cấp cho thị trường các đơn đặt hàng Tết. Các cơ sở sản xuất cho biết, năm nay đơn hàng xuất khẩu tuy có giảm nhưng thị trường trong nước đã cơ bản hồi phục, nhất là các đơn hàng mộc mỹ nghệ. Để chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hưng Yên vừa ban hành kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Theo đó, yêu cầu các sở, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố, thị xã chủ động nắm tình hình hoạt động kinh doanh, vận chuyển tàng trữ hàng hóa tại điểm, kho chứa trên địa bàn tỉnh, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập khẩu, vận chuyển hàng hóa lưu thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm minh đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận chuyển, trục lợi từ hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Kế hoạch tăng cường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh từ ngày ban hành đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2025. Tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ gần khu vực trạm phủ thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu đang diễn ra rất phổ biến, làm ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Khu vực này người dân họp chợ cả ngày, nhưng đông nhất là vào buổi sáng sớm, mật độ phương tiện lưu thông đông với nhiều xe trọng tải lớn gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông và nguy hiểm với chính bản thân những tiểu thương ở đây. Để không tái diễn tình trạng trên, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong xử lý giải tỏa, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, đảm bảo sức khỏe và tính mạng cho mình và mọi người. Chiều ngày 29 tháng 10, tại phiên họp báo chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2022, đại diện Bộ Tài chính nhấn mạnh hiện đã hoàn toàn chủ động chuẩn bị nguồn lực tài chính, chuẩn bị cho quyết sách tăng lương cơ sở khi cấp có thẩm quyền thông qua. Các giải pháp chủ yếu trong việc chuẩn bị nguồn lực tài chính đó là tăng thu ngân sách và tiết kiệm chi trong các hoạt động chi ngân sách nhà nước hiện nay. Từ khi triển khai nhiệm vụ này và hết năm 2021, nguồn từ ngân sách địa phương để chuẩn bị cho cải cách tiền lương đạt được trên 290.000 tỷ đồng và ngân sách trung ương là 43.000 tỷ đồng. Chính phủ đã trình với Quốc hội tăng lương cơ sở ở mức 20,8% từ năm 2023. Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng nhu cầu kinh phí phát sinh bao gồm lương hưu, đối tượng do ngân sách bảo đảm, người có công, đối tượng gắn với lương cơ sở phụ cấp ưu đãi nghề, với cán bộ y tế cơ sở và y tế dự phòng, toàn quốc cần khoảng 60.000 tỷ đồng cho chính sách này khi Quốc hội phê duyệt. Theo Cục Hàng không Việt Nam, để chuẩn bị nhu cầu đi lại của nhân dân vào dịp Tết Quý Mão 2023, các hãng hàng không đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến Tết từ ngày 15 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão.
Hiện tại các hãng hàng không Việt Nam đã xây dựng kế hoạch khai thác trên 25.600 chuyến bay và dự kiến tăng thêm trên 8.000 chuyến bay, tương đương 32%. Các chuyến bay trung bình một ngày tăng từ 826 chuyến lên 1.087 chuyến một ngày. Số chỗ cung ứng tăng 1,6 triệu ghế, tương đương 33%. Các đường bay tăng chuyến cao tập trung vào các đường bay Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Đồng Hới, Vinh, Thanh Hóa, Chu Lai, Hải Phòng, Quy Nhơn, Huế và ngược lại. Thu gần 520 tỷ đồng tiền phạt. Đây là một trong những kết quả nổi bật sau 3 tháng cao điểm kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của cảnh sát giao thông trên toàn quốc. Ngoài ra, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí, hơn 47.000 trường hợp bị xử lý vi phạm cơi nới thành thùng, chở hàng quá khổ quá tải, hơn 110.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. So với cùng thời gian trước liền kề, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc xử phạt tăng hơn 20.000 trường hợp, tiền phạt tăng 440 tỷ đồng. Tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí, số vụ, số người chết và số người bị thương. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông và công an các địa phương tiếp tục duy trì thường xuyên, triển khai quyết liệt các giải pháp công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, không được có tư tưởng buông lỏng sau cao điểm để tình hình phức tạp trở lại. Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết, sau khi lấy mẫu ADN của 28 người liên quan sinh sống trong hộ của bị cáo Cao Thị Cúc ở xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hay còn gọi là Tịnh Thất Bồng Lai, thì Nam bên bờ vũ trụ đi giám định. Bước đầu, cơ quan an ninh điều tra đã có kết quả giám định ADN. Cơ quan an ninh điều tra đã thông báo kết quả giám định này đến với những người liên quan sống tại Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, để đảm bảo và tôn trọng quyền con người cũng như cuộc sống của nhiều trẻ em ở đây, thông tin về kết quả giám định ADN không được đăng tải rộng rãi trên các phương tiện truyền thông. Tuy nhiên, cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An đang xem xét khởi tố một số người liên quan về tội loạn luân. Ngoài ra, với những chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra cũng đang xem xét khởi tố những người liên quan về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong hai tội danh xem xét khởi tố, có một số người là bị cáo trong vụ lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân đang chuẩn bị được Tòa án Nhân dân tỉnh Long An xử phúc thẩm vào ngày 2 tháng 11. Nhằm chào mừng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022, công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Hats Farm đang tiến hành lắp đặt tiểu cảnh trang trí tại đài phun nước ở khu vực cầu Ông Đạo, khiến nơi đây tiếp tục trở thành một điểm nhấn nổi bật giữa lòng thành phố Đà Lạt. Những tiểu cảnh trên được các kỹ sư họa sĩ của công ty Đà Lạt Hats Farm lên ý tưởng thiết kế cách đây vài tháng. Công trình được thiết kế dựa trên ý tưởng thành phố Đà Lạt tham gia vào mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực âm nhạc. Toàn bộ bề mặt các tiểu cảnh được trang trí bằng nhiều loại hoa, cây cảnh có thể chăm sóc, phát triển bình thường nhằm kéo dài thời gian trưng bày ra nhiều năm. Tổng thể tiểu cảnh gồm đàn piano, ban nhạc với một nam nghệ sĩ saxophone, một nữ nghệ sĩ solo và một nữ nghệ sĩ violon, ban nhạc với hai nghệ sĩ guitar và một nữ ca sĩ, cặp vũ công ballet và cặp vũ công dance sport. Quan chức y tế tại Mỹ đang ngày càng lo lắng về nguy cơ ba loại bệnh đường hô hấp tấn công trong mùa đông đang đến gần. Tại Mỹ, nhiều bệnh viện cấp cứu đang bị quá tải do sự gia tăng đột ngột của các ca nhiễm virus hợp bào hô hấp, RSV, chủ yếu ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Trong khi đó, dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC cho thấy virus SARS-CoV-2 vẫn đang lây lan và cướp đi sinh mạng của nhiều người. Mối đe dọa tiềm tàng khác là bệnh cúm. CDC cho biết vào đầu tháng này, có sự gia tăng sớm các ca bệnh cúm mùa ở hầu hết các bang. Ngày 28 tháng 10, chính phủ Cuba thừa nhận khó có thể đạt được mục tiêu đón 2,5 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong năm nay và quyết định hạ mức ước tính 32%. Giới chức Cuba cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, Cuba đã đón gần 1,1 triệu du khách và lượng khách quốc tế dự kiến thăm hòn đảo trong năm nay sẽ là khoảng 1,7 triệu du khách. Trước đó, Cuba ước tính có thể thu về khoảng 1,15 tỷ đô la Mỹ nếu đạt mục tiêu đón 2,5 triệu lượt du khách trong năm nay. Canada tiếp tục là nguồn cung cấp khách du lịch lớn nhất cho Cuba, theo sau là Mỹ, Tây Ban Nha và Nga. Bộ Môi trường Campuchia cho biết, các nhà khảo cổ học nước này lần đầu tiên khai quật được một hóa thạch khủng long trên đảo Koh Phò thuộc tỉnh Koh Không. Bộ trưởng Môi trường Campuchia cho biết, hóa thạch này có kích thước tương tự ống chân của một con voi, được khai quật ở tỉnh Koh Khong, giáp tỉnh biên giới Prep Sihanouk vào tháng 3 năm 2021. Các nhà nghiên cứu đã dành khoảng một năm để nghiên cứu hóa thạch. Bộ Môi trường Campuchia cho biết, sau khi phát hiện, một nhóm nhà khảo cổ học đã xác định tuổi hóa thạch nằm trong khoảng từ 65 đến 190 triệu năm tuổi.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18h30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin trên ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.